Đường đi làm security camera hôm nay đi đến thành phố Laguna Hill. Laguna Hill, một thành phố nằm ở trên đồi. Hill là đồi. Rất là thơm mộng, rất là đẹp. Các bạn thấy đó. Bây giờ xe đang lên trên đồi đó, hai bên nhà cửa rất là khang trang. Nơi này chỉ dành cho những người giàu có, nhà một cái to đùng 3.000 square feet trở lên. Hình như không có cái nhà nào dưới 3.000 square feet ở cái community này. Rất là thơ mộng. Dọc bên đường đó, nhà dọc bên đường rất là đẹp quý vị. Đây là cái đồi rất là cao. Nếu ở Việt Nam mà gọi mày lên núi ở, có nghĩa là người ta kỳ thị mình. Nhưng ở Mỹ, ai ở trên núi là người đó giàu lắm. Có thể là doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư mới ở nổi trên này. Chứ như mình đi làm cu ly thì không thể. Khúc video này mình cắt ra từ Dashcam King Slim quay đó quý vị. Rất là rõ phải không? King Slim 4K quay rất là rõ. Nếu mà không đối diện với ánh nắng mặt trời thì rất là rõ. Rõ ràng. Bằng số xe camera thấy, bằng số xe là thấy là chuyện nhỏ. Đó. Đường vào nhà khách của mình hôm nay đó. Những cái nhà này là 5.000 square feet nha. Nhà lầu 5.000 square feet. Nhà khách của mình là 5.000 square feet. Còn đất rộng là một hectare đó, hectare khoảng 4, mình nhớ là 46.000 square feet. Là khoảng 4.000 mét vuông. Ghê không? Cái nhà nằm ở trên một lô đất 4.000 mét vuông. 46.000 square feet. Nhà đại gia mà. Cô này cô người Việt Nam. Mình cách video từ Dashcam cảnh lên đồi và xuống đồi của thành phố này. Community này rất là rộng. Trong này chủ yếu là người Mỹ ở. Thỉnh thoảng thì cũng có một đôi người Việt Nam. Chẳng hạn như người khách của mình hôm nay, cô ta là người Việt Nam. Người Quảng Ngãi đó quý vị. Mình là dân Bình Định, còn cô là Quảng Ngãi, ở Việt Nam giáp ranh nhau. Còn ở đây biết nhau là qua mình quảng cáo đi làm lắp ráp camera an ninh rồi. Cô thấy là cô gọi mình đi làm rồi. Đây là lúc xuống đồi. Nhà của cô nằm ở trên đồi luôn. Nằm trên đồi cao chót vót. Đó, khu này là cái nhà 5.000 square feet trên lô đất 1 hectare. Hectare hình như là khoảng 46.000 square feet đó. Cái hồ quá đẹp, sân sâu đó, quá rộng luôn. Ở bên Mỹ này, nhà chỉ để ở chứ không có kinh doanh buôn bán ở trong, cho nên người ta cần ở một nơi im điềm không ồn ào. Nhà ở trên đồi hoặc ở dưới biển là đắt tiền, còn nhà ở trung tâm thành phố nơi ồn ào, nơi buôn bán cho nên rẻ tiền hơn.
những người giàu có họ thường sống ở trên đồi như như khu này này, hoặc là ở ngoài biển, gần biển, gió mát. Khu này chắc chắn dành cho những người giàu có thành đạt mới ở. Nhà ở khu này có lẽ là 1,5 triệu trở lên, không có cái nhà nào mà dưới 1,5 triệu quá, mình nghĩ là vậy. Tại vì nhà ở khu này mình thấy là nhà nào cũng to đùng, 3.000 square feet trở lên, community rất là thơ mộng, rất là êm đềm, không ồn ào. Ở Việt Nam một khi nghe ai nói mình mà mày lên trên núi ở, chắc có lẽ là họ kỳ thị mình rồi, họ khinh mình rồi. Chứ còn ở Mỹ, ai sống trên núi là giàu lắm, trên núi dưới biển là mấy người giàu. Laguna Hill cũng thuộc quận Cam quý vị, cách trung tâm người Việt bonsa khoảng 30 mai.